trình chuẩn bị từ 6 giờ và 8 rưỡi vẫn chưa xuất phát đâu mọi người. Đồn biên phòng Cà Ri, trạm kiểm soát biên phòng Tây Giang. Tới đây thì anh em mình phải làm giấy tờ cả một công đoạn nữa, chắc cũng khá là lâu mới đi qua được. Rồi ok, qua cửa khẩu anh em ơi. Đợi nãy giờ lâu quá rồi. Nắng. Tay lái thì phải cứng tay mọi người mới đi được cái đoạn này. Đoạn này đi thì cái làng bên kia kìa, rất là xa luôn. Chỗ này nhiều nhà xe này. Ôi giời. 43 là 1. Rồi, với lại anh em mình quyết định là mỗi người vác một bao gạo. Mình phải nhảy theo tập quán của họ. Thế họ có đổ nước vào người mình không? Có chứ, đó là có ngay. Có ngay. Là mang quần áo 4-5 bộ. Mới anh nhà mang được mấy bộ? 4 bộ. 4 bộ rồi. Cố lên anh Lộc. Tí bên đó có mấy em gái Lào chào đón không sao đâu. Cố gắng lên. Cô nàng xinh xinh. Trời ơi. Mọi người nghe thấy tiếng nhạc không mọi người? Đây, tới đoạn này thì anh em mình thấy khá là phấn khởi rồi. Mình nghe nhạc hình như là gần tới bản làng rồi. Đây, từ đây người ta thấy bản làng rồi. Thấy làng kêu. Yeah. Nói chung anh em mình cũng mừng rồi. Yeah. Cuối cùng là cũng tới rồi. Bây giờ thì chúng ta cùng đón xem là khi tới nhà thì bên bà con bên Lào thì làm thủ tục như thế nào. Mình nghe nói là họ lại hay nếu mình tới mình phải nhảy một bài với đứa con gái ấy. Và họ sẽ té nước mình. Té nhiều hay là ít cứ tùy theo mỗi vùng mọi người ạ. Wow. Thế ra chỗ này nó rộng như thế này đây mọi người. Nó rộng rãi, cái bãi cỏ xanh mướt luôn. Đây, tới kia là tới bản Lào rồi. Bản Kêu á. Thôn này thì thuộc huyện Ca Lâm. Đây, đã tới rồi. Hình như là làng này chỉ có từng này người thôi. Mấy chị em thường chào đón thế này. Thế anh Nhô đại diện là bên nhóm mình vào bên kia múa nhá. Chào cả nhà. Mày chạy đặng rồi đấy. Ờ rồi nghe thấy cả chân ờ. Tắm đâu không? Thân mến chào thầy và lịch. Rồi. Chào bắt tay hết chưa? Dạ rồi. Rồi. Phải bắt tay xong. Đây là kiểu nhà truyền thống của người bên Lào mọi người ạ. Ở bên họ thì họ vẫn chăn thả cái bò với heo chỗ này. Nhưng mà hôm nay mình đi thì không thấy heo đâu. Chắc là dân làng là mổ hết cho dân mình ăn rồi. Bột cà phê. Tốt bài đi. Là nhà xe đây. Hồi nãy em mình đi leo tới đây luôn. Để lên. Rồi lên. Làm. Thế là. Anh Địch à. Dưới bà hòa luôn nè ca. Dân. Dân. Đây cho mấy anh em thử cái thuốc lá à, thuốc thuốc Lào. Ở trong mình gọi là đông cái stress. Không có khói ông ơi. Khói ít quá anh khôi thử đi. Ừ, khôi thử. Có khi hơi anh khôi khỏe hơn chứ. Nó được. Nó không ra. Hết hơi luôn mà không có một xí khói luôn. Hình như là Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Bây giờ đã là 5:28 rồi mọi người ạ. Chúc buổi sáng các bạn ơi. 8 giờ, 9 giờ rồi. Anh em mình bắt đầu về rồi. Và mọi người ơi, đây là món đặc sản mà chúng ta không thể thiếu khi mà chúng ta qua nước Bạch Lạc. Về thôi mọi người ơi. Anh em mình bây giờ đã tới cái chỗ mà anh em mình để xe rồi. Xe thì vẫn an toàn. Đã biết cái đường đi thế nào à, vẫn đầy đủ. Không ai chịu ngủ lại ở bán kêu.